Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ review với các bạn một số thông tin liên quan đến cuốn sách Tô Màu của Hàn Quốc đang nổi tiếng gần đây của Thái Hà Book. Cuốn sách Căn phòng thời gian nằm trong một series sách Tô Màu của tác giả Song Ji Hae do Hà Hương dịch. Xin lỗi vì mình không biết tiếng Hàn. Bộ sách này thì gồm có hai cuốn. Cuốn thứ nhất là cuốn Khu vườn thời gian, cuốn thứ hai là cuốn Căn phòng thời gian. Giá bìa của cuốn sách là 69.000 đồng. Cũng như các cuốn sách khác thì đây, gáy sách. Một lớp keo rất là dày nhưng mà còn một số cái lỗ khí nhỏ. Điều này thì mình đã thử là mở hẳn cuốn sách ra như thế này. Đây, như thế này thì cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng bạn ha. Các bạn có thể thấy rất dày dặn, không có bị bong chóc. Sau đây là một số hình ảnh của cuốn sách. Như các bạn được biết thì series sách Tô Màu này được thể hiện dưới dạng là một câu chuyện xuyên suốt liên quan đến một cô bé bước vào một thế giới thần tiên. Cái hình ảnh rất là nhẹ nhàng, rất đáng yêu. Mình có cảm giác là đây là cuốn sách Tô Màu dành riêng cho các bạn gái. Có vẻ là cô gái nhỏ này có quá nhiều công việc trong chuyến solo của mình. Đây là ghi chú của tác giả về các chi tiết, các nơi mà cô gái đã đi qua. Một quà tặng nhỏ của tác giả, các bạn có thể thấy ở đây.
thích hơn được không các bạn? Tiếp theo đây mình xin review liên quan đến là chất lượng của giấy. Phân tâm hàng đầu của các bạn là tô màu nước và tô bút dạ, bút marker có bị lem hay không. Mình đã tô thử một vài chi tiết nhỏ để các bạn tham khảo. Ở đây mình có 3 chiếc lá, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Đây là chiếc lá mình tô bằng bút gel, mình sử dụng bút gel Sakura Rolly. Đây, chiếc lá màu xanh nhạt này mình sử dụng màu nước Marco Raffin hợp thiết 12 cây. Còn chiếc lá bên này mình sử dụng bút dạ Stitler Norris lại 12 cây. Các bạn hãy cùng xem mặt sau. Chỉ có một điểm nhỏ là do mình đồ quá đậm, còn lại thì hình ảnh ba chiếc lá đều không hề có vết lem nào, kể cả màu nước lẫn màu dạ. Các bạn có thể dễ dàng thấy. Yên tâm rồi ha các bạn, chúc các bạn tô màu vui. Cảm ơn vì đã xem bài review của mình.